Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Phúc. Phúc vừa đi xem bộ phim Phòng Chat, Quỷ Ám. Phim này là một bộ phim của Anh do một đạo diễn cũng chưa mấy tên tuổi là Rob Savage thực hiện. Thì phim này được làm theo kiểu series Unfriended, chủ yếu là thông qua các khung chat với nhau, concept và cái cách làm, kể cả cách hù dọa đều không mới. Nhưng cái hay của nó, cái mà làm cho người ta thích và xem nó chính là nó bắt trend rất là tốt trong mùa dịch. Mọi người đều ở nhà, cái công cụ mà phổ biến nhất để mà mọi người giao lưu với nhau chính là Zoom. Câu chuyện xoay quanh những cô gái chơi cầu cơ thông qua Zoom và cái linh hồn này nó săn đuổi họ thông qua mạng internet. Phim đạt được sự hù dọa đúng chất kinh dị này kia, mà cái cách làm của nó không mới lắm, coi cũng khá là hồi hộp. Đối với mình, những cái nhân vật trong loại phim này thường là những nhân vật không có quá nhiều phát triển nhân vật. Năm cô gái xuất hiện trong cái bộ phim này dùng tên thật của diễn viên luôn, tức là họ không có chế ra một cái tên nào cho nhân vật khác nữa, vì cơ bản họ không cần phải viết ra một cái nhân vật nào đó có cuộc đời hay là có câu chuyện riêng, mà chỉ là câu chuyện trong bộ phim này thôi. Họ không có một cái tính cách gì rõ ràng, cũng không có một sự phát triển rõ ràng. Nếu như là những phim khác thì mình sẽ chê về phát triển nhân vật, nhưng mà với cái phim này thì mình sẽ không chê, vì thật sự nó không cần thiết, nó là đã làm đủ vai trò của nó rồi. Và phim này ngắn kỷ lục cho một phim điện ảnh, đó là 56 phút. Mình không đoán trước được là phim ngắn như vậy, nếu mà phim làm dài hơn chút xíu coi nó sẽ đã hơn, và mình muốn biết là con quỷ đó là ai, có thể nói về nguồn gốc của con quỷ, hay là cái cách mà đạo diễn làm khá là hay trong phim khi mà nói trong phim là bạn phải upgrade để mà có thời gian trò chuyện dài hơn, thì sau gần một tiếng đồng hồ nó sẽ tự ngắt nếu bạn không upgrade. Thì nhìn chung đây là một bộ phim kinh dị khá là đáng xem, nó bắt đúng trend của mùa dịch. Ngồi ở nhà dĩ nhiên là chúng ta không có gì làm ngoài việc là gọi bạn bè tám chuyện với nhau, và sau khi tám chuyện với nhau xong chúng ta cũng sẽ suy nghĩ là mình phải làm gì tiếp theo. Thì đây là bộ phim nói về cái sự rảnh rỗi của mọi người trong mùa dịch. Nó cũng có những cái hành động rất là trend trong mùa dịch, ví dụ như là cái cùi chỏ đụng nhau để mà giao tiếp với nhau thay cho một cái ôm hay gì đó trong mùa dịch, thì cái phim này bắt trend rất là tốt. Thì vậy thôi đó, đây là một cái phim kinh dị, mình nghĩ là có người sẽ thích, có người sẽ không thích. Nhưng riêng với mình thì mình khá là thích cái cách mà bộ phim thực hiện câu chuyện trong mùa dịch. Còn lại thì những cái khác nó không có gì mới cả, nhưng mà xem giải trí thì khá là ok, và đặc biệt là đối với fan phim kinh dị thì có thể đi xem phim này. Vậy thôi, thì review đến đây là hết rồi. Nếu mọi người thích video này thì hãy cho Phúc một like, share với bạn bè, và đừng quên subscribe kênh của Phúc để xem những video review phim tiếp theo. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, và hẹn mọi người trong những video lần sau.